Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin trật tự đô thị phát sóng vào thứ ba, thứ năm hàng tuần. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung sẽ phát trong ngày hôm nay. Hà Nội xây dựng bến xe ngầm quy mô trên 10.000 m2. Thành phố Hồ Chí Minh hệ thống giao thông thông minh được vào hoạt động. Đỗ xe ngày chẵn lẻ vẫn cần điều chỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc triển khai xây dựng các bãi xe ngầm trên địa bàn thành phố, trong đó có bãi xe ngầm 5 tầng tại khu vực Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng. Đây là một trong những dự án lớn của thành phố và được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Theo thiết kế ban đầu, dự án sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 1.000 m2 với quy mô 5 tầng, 4 tầng ngầm dành cho đậu xe và một tầng nổi dùng làm trung tâm thương mại. Diện tích mỗi tầng hơn 500 m2 với sức chứa xấp xỉ 400 ô tô. Tầng mặt đất có sân, đường giao thông, cây xanh, nhà điều hành, các công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Về quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chủ trương xã hội hóa, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực. Nhằm tiếp tục chấn chỉnh lập lại trật tự vỉa hè mở lối cho người đi bộ, những ngày vừa qua Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng liên ngành phối hợp ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường trung tâm thành phố. Gần 200 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng liên ngành đã tiến hành các biện pháp lập lại trật tự vỉa hè. Những hàng quán lấn chiếm đều bị tịch thu, các loại bạt treo che nắng phải gỡ xuống. Lực lượng chức năng cũng phá bỏ những công trình lấn chiếm. Lực lượng liên ngành đã kiểm tra kỹ mọi công trình trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Trước động thái này của chính quyền địa phương, người dân rất ủng hộ và mong muốn cần có biện pháp phù hợp hơn để thật sự vỉa hè được mở lối cho người đi bộ. Thưa quý vị, vừa qua Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã chính thức đưa hệ thống quản lý giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đi vào vận hành khai thác. Hệ thống giao thông thông minh gồm 16 camera giám sát và 54 camera có chức năng quan sát thăm dò xe, cảnh báo tốc độ phương tiện. Hệ thống bảng điện tử cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về điều kiện của tuyến đường, thông tin thời tiết và tình trạng lưu thông trên đường cao tốc. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video trên tuyến đường được truyền về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông của tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và được nhân viên trực tiếp theo dõi và xử lý 24/24 giờ. Qua đó sẽ chủ động trong công tác xử lý vi phạm giao thông, cứu hộ, cứu nạn trên đường cao tốc. Tổng mức đầu tư hệ thống giao thông thông minh này vào khoảng 800 tỷ đồng. Thưa quý vị, việc thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nhân rộng các điểm đỗ xe ngày chẵn lẻ trên các tuyến phố đang là giải pháp được rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Bởi hiện nay các điểm dừng đỗ xe, đặc biệt là dành cho ô tô vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai vẫn có những ý kiến cho rằng việc đỗ xe theo ngày chẵn lẻ vẫn cần phải điều chỉnh để hợp lý hơn, ghi nhận của nhóm phóng viên trật tự đô thị. Phố Nguyễn Gia Thiều, tuyến phố thứ hai của Hà Nội được quy định là điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ. Theo ghi nhận, tuyến phố này lượng phương tiện xe cộ đi lại không nhiều, nên việc bố trí điểm dừng đỗ là hợp lý, không gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Tuy nhiên, vỉa hè tại tuyến phố này khá hẹp, xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà, nên người dân sinh sống tại đây cho rằng cần phải kẻ vạch ô rõ ràng, vừa để lái xe dễ đỗ mà lại không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Riêng cá nhân tôi thì thấy rằng là những người để xe thì nên có ý thức, tức là trước cổng nhà. Còn tại tuyến phố Giá Tượng, địa điểm đầu tiên được thành phố Hà Nội thí điểm là nơi dừng đỗ xe theo ngày chẵn lẻ vài tháng trước, thì các lái xe đã quen với quy định này nên không có những trường hợp sai phạm. Vậy nhưng vẫn có những ý kiến mong muốn có sự điều chỉnh từ phía cơ quan chức năng. Có những phố sát cơ quan thì để bên kia nó ổn định hơn, vì bên này xong mỗi lần lại di chuyển lấp vào nhà dân, người ta lại kêu ca các thứ, trong khi đó bên kia nó là hàng rào thì lại vắng. Việc quy hoạch các điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên các tuyến phố là điều cần thiết và được nhân rộng nhằm tránh tình trạng lạm dụng lòng đường để trở thành địa điểm đỗ xe. Tuy nhiên, nên có những sự điều chỉnh sao cho hợp lý, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của những người dân sinh sống trên các tuyến đường này. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Những bất cập về cuộc sống đô thị hay những thông tin hữu ích, quý vị và các bạn có thể thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ hòm thư vovtvthoisua@gmail.com và fanpage của chương trình facebook.com/truyenhinhvov. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.